Em sợ câu hỏi là nếu mà ra ngoài nghĩa trang, nếu mà mình có thân nhân mình mất đó, thì mình cúng cho gia thân nhân của mình, rồi mình có cúng cho hàng xóm cái bên không, để cho cái người mà cũ nó đừng ăn hết ma mới. Thì có nên cúng hay là không cúng? Không cúng ai hết. Bởi vì con ma đó, nó cũng như con người, cho nó ăn một lần đó, nó ăn quen. Mà khi ra ngoài nghĩa địa đó mà mình cúng đó, mấy con ma Mỹ nó mạnh hơn ma Việt, nó hất mấy con ma Việt văng hết kìa. Tại sao thì cúng cho ông anh ngoại những năm 2006 ông nó không ăn gì nữa, vừa để xuống thôi là mấy con ma Mỹ giành xuống đá ông văng cù cù. Sau đó cái ông về ông nói mốt em mà có cúng cho anh á, em phải vẽ cái vòng trò. Tại xưa đốt tiền đô la đồ phải không, tiền đô la nó bắt đầy lên cọc cọc nè, đưa cho ổng đốt nó dành hết trơn, mình phải viết tên ổng từ cái đống tiền á rồi mình đốt. Thì mà ông ma Mỹ nó lịch sự hơn, nó nói ok có tên mày vào mày ăn. Chứ giờ mình để ngay cái mộ của người thân của mình chứ nguyên cái nghĩa địa hả là nó trực hờn, tại ma Mỹ nó đói dữ lắm, nó đâu ai cúng nó đâu.